câu lạc bộ Hải Phòng tiếp tục đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất, khi mới đây đội bóng này đã khởi công xây dựng thêm hai sân tập chất lượng cao nằm ngay cạnh sân tập hiện tại. Được biết, với diện tích 3 hecta cùng sân tập này sẽ được trang bị loại cỏ Bermuda và hệ thống tưới tự động. Sẽ có đường pitch bao quanh sân cỏ cùng hệ thống chiếu sáng tiêu chuẩn. Đặc biệt, các công trình phụ trợ phục vụ tập luyện của các cầu thủ cũng sẽ được xây dựng trong giai đoạn này. Qua đó, hoàn thiện tổ hợp sân tập bài bản cho đội bóng đất cảng. Hy vọng sau khi hoàn thiện cơ sở vật chất, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ tập trung đầu tư cho bóng đá trẻ một cách bài bản, giúp bóng đá Hải Phòng phát triển bền vững từ móng. Thank you.